Trên bàn này có rất là nhiều thứ. Mình muốn giới thiệu với các bạn một vài món khá đặc biệt. Và trước tiên là mình có cái hộp nhỏ nhỏ này. Cái này mình mở ra. Cái này nó có mã số là 237. À, mở ra này. Này là gọi là cái hộp kỳ diệu. Đây nó đây. Nó đơn giản nó là cái cục gọi là khử từ và tạo từ cho tô vít. Thì bạn sẽ thấy ở trên đây nó có hai lỗ cộng và trừ. Lỗ cộng ở đây là mạc nách, nên tất nhiên đây họ viết bằng tiếng Đức, mình tiếng Anh nó là mạc nách. Còn bên trên là đi mạc nách, tức là khử từ. Thì nó có hai cái lỗ này thần kỳ này là như vậy. Thì trong trường hợp mà các bạn dùng tô ốc vít á, bạn cần mà cái tô vít lúc thì cần cái tô vít này nó phải hít được cái con ốc, lúc thì lại không cần nữa, thì cái cục này chính là cái cục thần kỳ để thực hiện được cái điều đấy. Thì phương pháp dùng là như thế này. Nhưng bây giờ nó chưa hít này, đấy ha, nó chưa hít ha. Thì có nghĩa là mình sẽ đưa vào đây, được chưa? Đó, rồi bắt đầu mình đưa ra, nó sẽ hít, ok, thần kỳ chưa? Rất nhanh, đó, nó sẽ hít. Nhưng mà vì cái này nó sẽ không phải là 500 bit cửu, cho nên là bạn để tự động nó sẽ một thời gian nó sẽ tự động từ tính của nó sẽ mất dần đi. Nhưng mà nếu mà bạn muốn mất ngay thì bạn sẽ đưa vào đây phần khử từ. Đó. Đó. Bạn đưa vào phần khử từ này thì ra đây nó sẽ hết dính. Ủa này chú sao vẫn còn dính? Để lâu một tí. Rồi. Đó, khử từ đi ha. Vẫn còn dính. Khử từ đi. Rồi. Khi mình khử từ thì mình sẽ, vì là toàn bộ toàn thân này nó nhiễm từ nên là mình sẽ khử hết ha. Mình đưa hết ha. Đưa hết. Đó. Đưa hết cái chiều dài của cái tô vít thì nó sẽ hết từ. Rồi được chưa? Khi mà mình muốn cần nó có từ trở lại. Thực ra bạn để tự động nó cũng hết, nhưng mà mình muốn cần nó có từ trở ngay thì bạn sẽ để đưa vào đây. Đó. Tùy theo mức độ càng lâu thì cái khả năng nhiễm từ của nó càng lớn lên, lớn dần lên. Thì nó lại hết. Được chưa? Rồi lại khử từ. Và cái cục thần kỳ này là vậy đó. Ok, thế là hết. Đấy, cái cục này nó có cái kích thước, lấy cho anh mượn cái thước lá để đo kích thước cho các bạn hình dung. Này nó khá nhỏ thôi, nó cỡ như hơn, lớn hơn bao diêm một tí xíu thôi ha. Lớn chỉ lớn hơn bao diêm một tí xíu thôi. Làm vài bức hình demo được rồi. Được chưa? Tô vít nào cũng được ha. Đây tô vít ba ke mình đang có, ba ke tô vít hai cạnh này. Khử từ đi ha. À. Hết dính nha. Có từ dính này. Đó. Ok. Hít khá mạnh. Thì cái cục này có công dụng là như vậy. Tớ biết nào cũng được ha. Tớ bằng sắt làm múc thôi. Sang thế. Rồi, kích thước đây ha. Kích thước của nó vào khoảng 48 quá ha. Một cạnh khoảng 5 cm. Hình vuông ha. Độ dày của nó vào khoảng là 3 phân. Tương đối ước lượng thôi ha. Cầm nó cũng tương đối nhẹ, nó cỡ hơn hộp diêm một tí xíu. Như này, mã hàng của nó là 237. Thì cục này khi anh em mua đặt hàng, anh em có thể đặt theo cái mã là 237 của Elora của Đức. Ok.